Để bảo đảm đón học sinh đến trường, cả trường học trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Trong sáng ngày 22 tháng 8, tại thành phố Đồng Hới, công tác đón học sinh lớp 1 được cả trường học thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đồng hành với các em, nhiều phụ huynh đã sắp xếp thời gian đưa con đến lớp với mong muốn con em của mình sẽ có một năm học mới chăm ngoan, đạt kết quả tốt. Học ở trường mầm non bây giờ lên lớp 1 rồi thì ngày đầu tiên rất là vui vẻ và là cho con là một cái môi trường mới, tạo cho con một điều kiện tốt nhất để cho con lên lớp 1. Hôm nay là ngày đầu tiên của cháu đến trường thì thấy không khí của trường tiểu học Đồng Phú là chuẩn bị rất là trang trọng, rất là chỉnh chu và tươm tất. Từ khâu đón tiếp cho đến khâu vào lớp của các cháu thì gia đình đã chuẩn bị cho cháu là hành trang là từ sách vở rồi là giày dép và áo quần để cháu có một năm học mới là thật là đầy đủ và nghiêm túc. Trong tuần đầu tiên tựu trường, các nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, hướng dẫn những kỹ năng cần thiết nhằm giúp các em học sinh lớp 1 thoải mái, tự tin bước vào năm học đầu cấp. Đặc biệt là dành phần lớn thời gian để học sinh gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, tìm hiểu nội quy và thời khóa biểu. Việc dạy và học được các nhà trường tiến hành theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với từng cấp học. Nhà trường sẽ hướng dẫn các giáo viên dạy lớp 1, sẽ tổ chức cho các em về các cái kỹ năng cần thiết của học sinh lớp 1 khi bước vào cái ngôi trường mới như là đi vệ sinh, rồi là để rác đúng chỗ, rồi là giới thiệu với bạn bè, thầy cô về bản thân mình. Nhà trường cũng sẽ tổ chức các cái ngoài những cái hoạt động ở trong lớp thì nhà trường sẽ hướng dẫn giáo viên tổng phụ trách đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để tổ chức một số cái hoạt động tập thể để giúp các em làm quen với trường, với lớp, với các hoạt động của nhà trường để chuẩn bị cho công tác khai giảng sắp đến. Một năm học mới đối với các em học sinh lớp 1 đã bắt đầu, không khí vui tươi phấn khởi và những ấn tượng ban đầu với lớp, với thầy cô sẽ giúp các em học sinh có niềm yêu thích, tự tin tham gia học tập, trải nghiệm các hoạt động trong môi trường giáo dục mới.